Xin được mời chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Và Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 46 Lúc bây giờ, đến bên sảnh bên của đại sảnh, người tình nữ dẫn lính giật và thần thần đến ngồi xuống ghế, cho trả xong thì nói. Tiền sinh xin hãy đợi một lát, bằng dù đại nhân có lẽ đến nhanh thôi. Nói rồi thì nữ lui ra ngoài. Đi giật và thần thần nhìn nhau, hai người ngồi xuống đó một lúc, thì từ xa vọng lại tiếng bước chân, rồi có người đẩy cánh cửa bước vào. Đi phía trước là bốc lang, theo sau chính là đường huệ bộc đàng không hề mang theo thứ gì, còn đường Huệ thì tươi cười, hai tay bưng trong một chiếc địa bạc. Lý giật và thần thần đứng dậy. Lý giật tiến lên một bước, cùng tay nói. Không ngờ, lại là bốc băng chủ đích thần đến giao nhận. Lý giật ta thật vinh hạnh quá. Bộc làng cười hà hà đáp. Lý giật tiêu ra, thiếu niên anh hùng, bàn băng chủ nếu không đích thần đến, không phải là không tôn trọng Lý thiếu gia sao? Lý giật cười cười không nói gì cả có lẽ cảm nhận được sự sốt ruột của Lý Giật. Bốc Lang cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi nói. Lý Giật thiếu gia, vừa rồi trong cuộc đấu giá, người đã đưa công pháp bạch hộ cho ta rồi. <laughs> Còn đây chính là đồ của ngươi. Đã rồi Bốc Lang kẹp vỗ tay, đường Huệ đặt chiếc địa bạc lên chiếc bàn bên cạnh Lý Giật, rồi bỏ tấm vải che ra. Ánh mắt của Lý Giật hơi co lại, cẩn thận dùng đấu khí nhấc chiếc địa lên. Sau khi không thấy gì dị thường, mới dùng thần niệm đi vào trong một hồi lâu rồi mới cất vào trong dùng giới. Còn cuộn quyển trục, lý giật lưỡng lượng một lúc mới dùng một tiền đấu khí cầm lên. Đấu khí lồi thuộc tính vốn kiên cố, nhưng khi vừa chạm vào cuộn quyển trục thì bị đấu khí lan tỏa trên đó làm cho vỡ vụn. Thế thế, nét mặt của bốc lang và đường huệ đều thoáng qua những đủ cười cổ quái. Nhưng Lý Giật cũng không quá kinh ngạc. Ngược lại, hắn còn mừng thầm. Hắn lúc này đã không còn là kẻ ngốc nữa đương nhiên hắn hiểu tình trạng này là do trên quyển trục có phong ấn hơn nữa nhờ thử nghiệm vừa rồi mà hắn có thể khẳng định đó chắc chắn là đấu kỹ cấp bạch hổ xem ra lần này lợi to rồi nghĩ đến đây lính giật nhanh chóng cầm lấy cuộn quyển trục cất vào dùng giới khi bốc làng và đường huệ còn chưa kịp làm ra phản ứng gì loại quyển trục này có một đặc điểm đó là nếu dùng đấu khí để thăm dò thì nó sẽ có phản ứng rất mạnh nhưng nếu không dùng đấu khí thì nó lại chẳng có chút phản ứng gì. Hành động của Lý Giật khiến Bốc Lang và Đường Huệ đều dững lại, ánh mắt ánh lên sự kinh ngạc. Rõ ràng là họ cũng biết điểm này, vốn định nhìn Lý Giật gây trò cười, nhưng không ngờ Lý Giật lại cũng biết rõ điều này đến thế. Tên này quả nhiên không đơn giản. Bốc Lang và Đường Huệ nhìn nhau, cùng ánh lên vẻ ngạc nhiên. Cất quyển trục xong, Lý Giật cười, vỗ vỗ lên chiếc nhẫn, một tấm tinh tạp rơi xuống bàn. Bốc bằng chỗ bên trong là một trăm vạn kim tệ, xin hãy nhận lấy cho. Bốc làng nhìn qua rồi xua tay. Đi giật tiểu bằng hữu khai khí rồi. Tính ra, lần này bọn ta đổi được ảnh mà đại pháp, ta là lời to. Một trăm vạn kim tệ này thì không cần đâu. Đi giật cười, cũng không cách xáo, cất luôn tình tạp đi rồi nói. Ta vậy thì đã tạm bốc bằng chủ. tài hạ cũng mệt rồi, xin cáo tử. Đi giật quay lại nhìn thần thần, rồi hai người chuẩn bị rời đi. Bộc làng không ngờ Lý Giật là hành động như vậy. Hắn nhìn đường Huệ rồi cười khan. Lý Giật tiểu bằng hữu xin hãy đợi một lát. Bộc bằng chủ còn chuyện gì sao? Lý Giật quay lại nửa cười nửa không? <cười> Bộc Lang xoa xoa tay vào nhau rồi nói. Ta thấy tiểu bằng hữu có thể lấy ra nửa bộ ảnh ba đại pháp. Không biết nửa còn lại thì... Lý Giật hơi khựng lại. Trong lòng thì cười thầm. Không ngờ Bộc Lang đã nghĩ đến điều này rồi. Lý Giật chỉ khẽ lắc đầu làm vẻ mặt nửa cười nửa không rồi nói. Bộ bằng chủ cảm thấy, nếu ta có đủ bộ, thì có dùng để đổi đến đâu kỹ, không biết có mở được phong ấn này hay không chứ. Bộc làng hơi cựng người lại, rồi cười khổ. Xem ra, đã Phu đã vọng tưởng rồi. Công pháp bài khổ đâu dễ gì mà có được cả bộ. Nhìn nét mặt cổ quái của hắn, Lý giận chỉ cười thầm, rồi cung tay nói. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy ta xin cáo tử. Nói rồi, Lý giật nhanh chóng quay người, cùng thần thần rời đi, lại bốc lang với vẻ mặt trông vô cùng kỳ quái tiếp theo ngươi định làm gì ở lại hầu hạ ta hay có gì muốn nói không ngồi trong phòng lý giật mần mề chén trả rồi nói thần thần ngồi đối diện kẽ hử một tiếng rồi đáp trước đó không phải ngươi đã nói là sẽ bảo vệ ta đến dưới chân núi tam thánh sơn sao thế nào bây giờ lại trở mặt à lý Giật thẳng nhiên nói trước khác giờ khác lúc đó tông Gia chắc chắn không tha cho người nên quay ở cạnh ta thì ta còn có thể bảo vệ cho ngươi. Nhưng bây giờ, do ta đang mua hai thứ kia, em là ba ngày sau, ta vừa ra khỏi cửa làng cát, thì sẽ gặp phải không biết bao nhiêu kẻ địch. Còn ngươi, ta nghĩ tổng già và tề ra không có thời gian mà để ý đến người đâu. Lúc đó, ngươi tự bỏ đi mới là an toàn nhất. Ở lại bên ta, thì ta không có đủ tự tin có thể bảo vệ cho ngươi đâu. Nghe vậy, sắc mặt của thần thần hơi tái đi. Nàng ta biết Lý Giật nói thật. Tôi cảm thấy Lý dẫn rất lợi hại, nhưng giờ hắn không biết bị vào tầm ngắm của bao nhiêu thế lực, dù lợi hại thế nào thì cũng có hạn thôi. lý dần nhìn về mặt của thần thần khẽ khẽ cười. người cũng không cần suy nghĩ chuyện khác, ta biết lần này người vào tam thánh sơn chắc chắn có mục đích gì đó, đi cùng ta mà thất bại trước khi vào thì không phải đáng tiếc lắm sao? vì thế ta kiến nghị là ba ngày nữa đợi khi ta đi rồi, thu hút phần lớn người đi theo, sau đó người mới đi. ta nghĩ lúc đó không có ai để ý đến người đâu thần thần cúi đầu, một lúc sau cắn môi ngước lên, hơi khom gửi trước lý giật nói nhỏ. Nếu ta có thể sống trở về, đại ân đại đức của ngươi ta sẽ không bao giờ quên. Nói rồi thần thần cắn môi quay người bỏ đi. Lý giật kẽ nhướng mày, nhìn theo bóng dáng của thần thần, hắn gõ gõ xuống bàn bầm bầm. Biết tiến biết lùi, quyết đoán, một nữ nhân thông minh cũng được đấy. Bên trong tiểu viện hòa lệ, thỉnh thoảng đại vang lên tiếng ném đầu đạc. Trong sân, vô số đồ đạc đang bay tứ tung. thì nữ đứng một bên không một ai dám hé rằng nói gì. Khốn nạn, khốn nạn mà. Một loạt tiếng chửi rủa vang lên, rơi râm. Lần này cái cánh cửa bị đá bay ra. Trong phòng Tông Kiệt Khánh đang đi đi đại đại với vẻ mặt đầy giận dữ. Khốn nạn, khốn kiếp, mẹ nó chứ. Tông Kiệt Khánh nghiến răng hùng hằng. Đi điều tra, các người lập tức đi điều tra cho ta. Suốt cuộc là tên khốn nạn đó ở đâu mò ra, dám phá hoại việc của bản thiếu gia Mẹ nó chứ, ngay cả Lý Hảo cũng không dám vượt mặt bản thiếu gia, hắn là cái thá gì chứ. Thiếu gia bớt giận, bớt giận. Lão già cao gầy bên cạnh không người nói nhỏ. Bớt giận ư, hồ trưởng lão người bảo bản thiếu gia làm thế nào mà bớt giận được đây? Tổng kiệt khánh nghiến rằng, lần này không lấy mạng quần tiền tiểu từ đó, tổng kiệt khánh ta còn có chỗ đứng nữa hay không? Lão già được gọi là hồ trưởng lão thở dài. Thiếu gia, suốt sau lần này thiếu gia tham gia tới thần tiền tiểu thư đã sắp xếp nhiều đường như vậy. Nếu tiêu giả trở về được, thì không phải công pháp đấu kỹ trong đấu thần điện sẽ thủy tiêu giả chọn sao? Việc gì phải vì một quyển đấu kỹ mà phát giận như vậy? Một quyển đấu kỹ à? Tổng kiệt khánh sống tới túm lấy cổ áo của hồ trưởng lão, nghiến ràng quát. Người nghe cho rõ đây, đây không phải là vấn đề của một quyển đấu kỹ, mà là bản tiêu giả tà bị mất mặt, bị mất mặt, người biết chưa? Vâng vâng, hồ trưởng lão quệt mồ hôi. Lão cũng biết vì thiếu gia này bình thường thì vô cùng phong độ nhưng khi đã nổi giận thì gần như lên cơn điên nghĩ đến đây lão chỉ cười khổ thiếu gia vừa rồi ta đã sai người đi điều tra hắn là lý giật, tạm thời chưa biết bối cảnh có điều sau khi đến đây hắn đã phế hộ pháp của bang thổ đăng rồi phế tề phóng tất cả đã cho thấy hắn căn bản là không coi những thế lực như chúng ta ra gì nếu chúng ta tùy tiện đắc tội thì phế hộ pháp của bang thổ đăng sao tông kiệt khánh dường như tỉnh táo hơn Người nói là tê phóng là bị hắn phế à? Không chỉ có vậy, dường như kẻ phế làn vũ cũng là hắn đấy. Làn vũ sao? Tông Kiệt Khánh thả lỏng tay. Đây, hồ trưởng lão, rồi nói tiếp. Làn vũ không phải là biểu đệ của cố vân đó sao? Chuyện này bà cố vân cũng không tính toán sao? Hắn trở nên rộng rãi như vậy từ lúc nào? Cái này thì thuộc hạ không biết. Nhưng mà... Hồ trưởng lão do dự một lát. Thế thiêu gia đã bình tĩnh hơn, mới nói tiếp. Đi giận hắn ngồng gần như vậy. Bộc làng lại có thái độ như thế. Ta nghĩ chắc hắn có bối cảnh gì kỳ gớm lắm. Vì thế... Ghê gớm ư. Có thể ghê đến mức nào. Tứ đại gia tộc của đế đô, đấu thần điện, bạc đấu tông. Tông Kiệt Khánh cười lạnh lùng nói. Nếu ghê gớm thật, thì đâu có cần tham gia tế thần huyết điện. Ta thấy dù có ghê gớm đến thế nào, thì cũng chỉ có hạn thôi. Người không cần quyền ta nữa. Ta đã quyết định rồi. Thiếu gia. Hồ trường lão toát mồ hôi, Tống Kiệt Khánh làm như không biết, chỉ cười nhạt. Sai người theo dõi sát hắn, khi nào hắn ra ngoài là phải bám theo ngay. Nhưng không cần động thủ vội, ta không tin kẻ khác không động thủ. Sau khi có kẻ thử rồi, ta sẽ xem tình hình và hành động. Bất luận là thế nào, cái mạng của hắn, Tống Kiệt Khánh ta đều sẽ lấy. Đấu kỵ bạch hổ cũng sẽ là của ta. Cách nơi phòng của Tông Gia không xa, trong một căn phòng tao nhã, Diệp Kinh Vũ đang khẽ nhíu mày nói nhỏ. Biểu trưởng lão, Lý giận hắn đã gây rắc rối lớn rồi. Hắn còn mua thứ đó về. Bây giờ trong làng cát, em là những kẻ có chút thế lực đều đang nhằm vào hắn rồi. Đấu kỵ bạch hổ, cộng với việc hắn có thể xuất ra cái thứ đó. Không biết trên người hắn có tổng cộng bao nhiêu thứ tốt. Chỉ hai điều đó thôi đã khiến không biết bao nhiêu kẻ phát điên lên rồi. Huống hồ thực lực của hắn xem ra lại không mạnh lắm. Không mạnh sao? Miêu khả cười khổ. Tiểu thư không phải là quyền rồi đó chứ. Ngay cả nạp lan hạ, cũng thảm bại trong tay hắn. Người như vậy lẽ nào chỉ có chút thực lực như vậy sao? Tuy nhiên hắn có vẻ chỉ là đấu giả. Nhưng ta nghĩ khi động thủ thì ta e rằng ngay cả cường giả đấu sư đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa ta thấy khí tức của hắn rõ ràng là đã mạnh hơn hôm ở Vân Thủy Thành rất nhiều. Sợ là những kẻ nhằm vào hắn lần này đều sẽ gặp thảm kịch. Diệp Kinh Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói với tính cách của Tông Kiệt Khánh lần này bị mất mặt như vậy Hắn chắc chắn sẽ ra tay Còn lá gan của tên Lý Hảo Thì nhỏ như thỏ đế Có lẽ sẽ không làm bữa Về phần các thế lực khác Thì có lẽ chúng đều có tính toán riêng Biểu trưởng lão Người thế lần này ta nên làm thế nào đây Nên làm thế nào ư ừ, Đầu kỵ bạch hổ đúng là thứ tốt đó Nói thật ngay cả ta cũng muốn động lòng rồi Chỉ có điều đại trưởng lão đã có lệnh Không được đắc tội với hắn hơn nữa có cơ hội nên tỏ ra thiện chí một chút Lần này xem ra là một cơ hội không tồi ý của miêu trưởng lão là miêu khả xòa trán một lúc sau mới thở ra nếu hắn có giá trị để chúng ta tỏ ra thiện trí thì chúng ta giúp hắn cũng không phải không thể nhưng nếu hắn chỉ là đồ vô dụng thì đâu kỹ bạch hổ chúng ta không thể bỏ qua tất cả cũng chỉ là tùy cơ ứng biến diệp kinh vũ cãi nhíu mày thở dài nhìn ra cửa sổ cũng không biết đang suy nghĩ cái gì khoanh chân ngồi trên giường đi giật nhíu mày quyền thượng cổ quyền trục kia đang nằm trên tay hắn trên quyền thượng cổ quyển trục, lúc này đang bao trùm bởi một thứ mùi tanh như máu. Dưới ánh trăng chiếu vào phòng, thứ ánh sáng màu máu kỳ dị đó khiến cuộn quyển trục trở nên huyền diệu vô cùng. Bàn tay của Lý Giật thỉnh thoảng lại có một chút đấu khí tỏa ra, nhưng khi chạm vào cuộn quyển trục thì đều bị vỡ tan, biến thành quyền khí thiên địa. Cảm giác dị thường này khiến mép Lý Giật càng giật tiền hồi. Một lúc sau, hắn thu đấu khí đổi thuộc tính về, sắc mặt nghiêm trọng. Vụ làm ăn này lời hay lỗ chỉ còn xem lần này nữa thôi. Vừa dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn ký. Theo sau sự biến hóa của ấn ký, một sợi đấu khí màu đỏ máu chợt thoát ra từ lòng bàn tay, rồi mềm như sợi bông quấn lấy cuộn quyền trục. Cùng với sự tiếp cận của sợi đấu khí, tốc độ xoay chuyển của quyền trục bỗng tăng nhanh lên, gần như muốn nhảy ra khỏi bàn tay của Lý Giật. Nhưng Lý Giật làm sao có thể để chuyện đó xảy ra? Tay phải hắn nhanh chóng tỏa ra đấu khí màu tím, bao trùm lên phía trên sau một tiếng nổ thì đấu khí tan đi nhưng cuộn quyển trục đã cố định ở không trung có thành công hay không chỉ dựa vào lần này thôi khẽ hét lên một tiếng sợi đấu khí màu đỏ máu đó nhanh chóng cuốn lấy cuộn quyển trục quyền trục rung mạnh đang lơ lửng trong không khí bỗng như mất đi tình tính rơi vào tay của lý giật xem ra quả nhiên có kịch hay để xem rồi lý giật mừng thầm đấu khí màu đỏ đang tỏa ra bao phủ lấy cuộn quyển trục sau một trận rung mạnh quyển trục dường như trở lại yên lặng sự việc quá đơn giản thế này khiến lý giật khựng người lại một chút hắn có cảm giác không thể tin nổi sau khi do dự một lát hắn đưa tay ra định mở cuộn quyển trục ra Chưa có điều rồi hắn lại nhớ mày thu tay lại vì cuộn quyển trục có vẻ yên lặng kia gần như không thể mở ra được thế này đã sao chứ lý giật trao mày rồi nhắm mắt lại dùng thần niệm đi vào trong quyển trục bỗng nhiên một tiếng hổ gầm vang lên gần sát, khiến cho tâm thần của Lý Giật bị đau. Đầu đau như có kìm chầm vậy, thần niệm trật thủ lại. Rột cuộc, Lý Giật cười méo xẹo. Ta biết là mở phong ấn không dễ dàng, nhưng dường như ta muốn mở phong ấn của thứ này cũng không phải quá khó. Nghĩ một lúc, Lý Giật vốn định dùng sức mạnh của đấu sư thử xem, nhưng suy nghĩ mãi rồi lại thôi. Vì hiện tại chỉ thử thăm dò một chút thôi, đã có động tĩnh lớn như vậy. Nếu thật sự mở phong ấn ra, có động tĩnh gì lớn, thì e là sẽ có rất nhiều kẻ liều mạng sống tới. Cứ đợi đến khi thăng cấp đến đấu sư rồi thử lại vậy. Đồng thủ lúc này không thích hợp lắm. Giờ thì... Lý giật cười nhạt, lấy ra một cái hộp ngọc, cất quyền trục vào trong. Sau đó dùng đấu khí phong tỏa lại, rồi cất vào trong dùng giới. Sau đó, hắn khẽ hít một hơi, rồi bắt đầu rơi vào trạng thái tù luyện từ xưa đến nay vẫn thế. Trong trạng thái tù luyện, ba ngày đã nhanh chóng trôi qua. Trong ba ngày này, không ngừng có người của các thế lực đến tìm lý giật nhằm do hỏi tin tức hoặc là đưa ra giá cao để mua lại quyền thượng cổ đấu kỵ bạch hổ kia. Nhưng lý giật căn bản chẳng thèm để ý đến chúng, vẫn chỉ chuyên tâm tù luyện. Đương nhiên hắn biết, trong hoàn cảnh này, muốn đột phá được, trừ phi vận khí cực tốt. Vì thế hắn cũng không mong gì nhiều, chỉ hy vọng sau ba ngày vẫn giữ được trạng thái tốt nhất. Còn những chuyện sẽ xảy ra ba ngày sau, thì lý giật chẳng chút nào đo đắng không phải hắn huỳnh hoàng kiếp trước hắn là tuyệt đỉnh sát thủ của thế giới ngầm có tình huống nào mà hắn chưa gặp qua dù cho là kiếp này khi ở vân thủy thành giữa sự tiền thủ của mấy đại đấu hoàng mà hắn cũng chưa từng thấy sợ huống hồ là bây giờ sáng sớm ngày thứ tư khi đi dẫn cái thở ra thoát khỏi trạng thái tu luyện thì cảm thấy rõ ràng rằng đấu khí trong người càng ngày càng vững vàng hơn sự đột phá bất ngờ trước đó tuy không cần điều dưỡng như người bình thường nhưng tu luyện trong ba ngày đã giúp lý dận khống chế tốt hơn đấu khí trong người của mình. Sự khống chế chuẩn xác là một lợi thế rất lớn trong chiến đấu. Trong làng cát, lúc này không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Dường như ai cũng cảm nhận được rằng hôm nay sẽ xảy ra một trận đại chiến. Vì thế dù là những kẻ độc hành ngạo nghễ, lúc này cũng ngậm mồm hoặc ẩn trong góc tối hoặc là có tính toán riêng. Trong cái không khí kỳ dị đó, cánh cửa tiểu viện nơi lý giật ở bỗng mở ra, tiếp đó là lý giật tử tốn đi ra ngoài. Và lúc hắn bước chân ra khỏi cửa, ít dân còn nằm sau nơi cùng tỏa ra một thứ sát khí khiến không khí xung quanh như lạnh băng. Nhưng lý giật thì cứ như chẳng cảm thấy gì, chỉ cười cười với người thị nữ mặt đang trắng bệch đứng ở cửa, rồi hất tay áo, xài bước dài đi về phía cửa làng cát. Lý giật đi không nhanh không chậm, đến cửa hắn chỉ cười cười, quay đầu lại nhìn quanh lang cát, với ánh mắt cổ quái một vòng, rồi quay người bỏ đi khi hắn sắp rời khỏi làng cát thì bỗng vang lên một tràng cười nhẹ. Lý giật các hạ, xin hãy dừng bước. Lý giật nghe thế quay đầu lại thì thấy gương mặt tươi cười của cố vân. Không biết cô bàng chủ có gì dặn dò. Cố vân bước lại gần Lý giật, nhìn trái nhìn phải rồi nói nhỏ. Lý giật các hạ muốn đi rồi sao? Lý giật cười. Hôm nay là ngày tế thần điện, nếu không đến đúng giờ, không phải sẽ không ổn lắm sao? Cô vẫn đứng đường một lúc rồi bỗng cười nói. Lý giật các hạ, bác đại hộ pháp của bang thổ lang lúc này còn trống một vị trí. Nếu lý giật các hạ có hứng thú, ta đảm bảo sẽ không có ai dám tranh giành với các hạ. Các hạ thấy sao chứ? Lý giật cười nhẹ. Xin cảm ơn ý tốt của cô bang chủ. Có điều hôm nay ta lại muốn thử xem. Nếu lý giật ta muốn đi, rốt cuộc có kẻ nào có thể dám chắn được. Hôm đó, phòng hoàng đao hoàng liên thủ cũng không chặn được ta nửa bước dựa vào đám vô dụng kia, đừng có mơ. Nó rồi Lý Dần quay người đi thẳng. Cô Vân hơi khựng lại, một lúc sau vẻ mặt đành lại nói nhỏ nhỏ. Đào hoàng phong hoàng liên thủ đều không chặn được hắn nửa bước, vậy rốt cuộc hắn là gì? Nghĩ đến đây, sắc mặt của vị phó bang chủ nhiều bưu kế này trở nên vô cùng cổ quái. Xem ra lần này sẽ có nhiều người xui xẻo rồi đây. Sau khi Lý Dần bước ra khỏi đại sảnh, một đám người đã tập trung trong một căn trạch viện rộng ở một nơi nào đó trong tạm thánh tiểu trấn. Lý Hạo tay cầm một chén trà tinh xảo ngồi trong đại sảnh, mặt nhắm hở. Bên cạnh hắn là hai ba người cùng ngồi. Rõ ràng đây đều là những kẻ khá có thân phận. Lúc đó bỗng văng lên tiếng bước chân vội vã, rồi một người lao vào quỷ xuống đất. Nhìn thấy kẻ đó, Lý Hạo hơi mở mắt ra, nhìn thấy người đang ngồi một chút rồi nói cười. Thế nào? Có tin gì của Lý Giật chưa? Kẻ quỳ dưới đất ngẩng đầu lên nói bẩm báo thiếu chủ. Lý giật vừa rời khỏi làng các, nhưng trước khi đi, hắn còn nói chuyện với cố vân. Nhưng nội dung thế nào, tạm thời không thể xác định. Có điều khá lạ là, Lý giật không hề có ý định che giấu hành tung, mà cứ thế ngây ngang ra khỏi làng các, đi về phía tết thần điện. Trong tam thánh tiểu trấn, lúc này có lẽ đã có rất nhiều thế lực biết tin về hắn rồi. Nghe thế, Lý Hảo có phần ngạc nhiên, hắn lắc lắc đầu rồi nói. Cái tên Lý giật này rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Trong tình hình này, nhiều thế lực đều nhằm vào hắn, mà hắn lại nghênh ngang đi như thế. Lẽ nào thật sự không sợ bị vây đánh? Chỉ riêng thế lực trong tam thánh tiểu trấn cũng đã có thể giải quyết được một đấu vương cường giả rồi. Triệu quản sự, người nghĩ sao chứ? Được hỏi, một nam nhân trùng điền, cường bạch hồng hào, cùng người với lý hạo khẽ nhíu mày. Thiếu chủ, có lẽ nào đó lại là con bồi hoặc là thế thân của Lý Giật không? Con bồi hay thế thân sao? Lý hạo chào mày, một lúc sau nhìn kẻ quỷ giữa đất rồi nói, người thấy sao? Hắn nghĩ một lúc rồi đáp, thiếu chủ, mấy ngày nay bọn ta đều giám sát hắn kỹ lưỡng, hắn không hề bước ra khỏi phòng nửa bước, mà sau khi hắn đi, người của ta cũng vào khám xét, nhưng không hề có gì khác thường. Vì thế tiểu nhân cho rằng, có lẽ đó chính là hắn. Lẽ nào hắn tận sự định một mình khiêu chiến với nhiều thế lực như thế? Nói ra câu này, thế nhưng chính Lý Hảo cũng lắc đầu không tin đổi. Triệu quan sự nghĩ ngợi một lúc rồi trầm giọng nói. Thiếu chủ, phân tích theo như cách hành sự của hắn trước đây, thì chưa biết chừng hắn định làm thế thật. Chỉ có điều người thường không thể nào lại có cách nghĩ điên cuồng như thế được. Trừ phi... Vì... Trừ phi bản lĩnh và thực lực của hắn đã đến trình độ tuyệt đỉnh, tự tin có thể loại bỏ được tất cả những kẻ nào chắn được, hoặc là hắn đã có chỉ viện từ bên ngoài từ lâu. Dù là trường hợp nào, thì xem ra cũng đều không dễ đối phó. Lý Hảo gõ tay đền bàn, nói xen vào ngờ một lúc, hắn bỗng nói, tổng giả có động tĩnh gì không? Chúng cũng đã biết tin tức Lý Giật ra tay rồi, nhưng mà khi thuộc hạ quay về, thì phát hiện chúng đã sẵn sàng, nhưng có vẻ trước mắt chưa muốn động thủ. Kẻ quỷ dưới đất lại báo cáo. Lý Hảo kẽ gật đầu, lấy tay dày dày trán, thở ra một hơi, rồi đứng dậy nói. Nếu đã vậy, thì chúng ta cũng hành động thôi. Ngồi đây đoán già đoán non cũng chẳng tưởng tích sự gì. Càng không biết được hắn rốt cuộc muốn làm gì chúng ta cứ bám sát, tùy cơ mà hành sự. Nếu không thể làm gì thì rút lui vậy. Cũng chỉ có cách đấy, mấy người còn lại nhìn nhau rồi cũng gục gạc đầu. Rồi đi hạo phẩy tay, người trong đại sảnh nhanh chóng đi ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, trong một căn phòng khá âm u, bốc làng đứng dài dài khóe mắt, gương mặt lạnh băng. Một lúc sau cô vần vội vã bước vào, cô nhìn chào bốc làng từ xa. Được rồi, không cần đà lễ, người đã nói với Lý Giật chưa? hắn thấy thế nào tới cô vân bốc làng hỏi cô vân đứng thẳng người lên thở dài vốn định bàn bạc nhiều hơn với hắn nhưng nhìn bộ dạng hắn có vẻ không có chút hứng thú gì với việc hợp tác hay gia nhập vào bang thổ đang chúng ta hơn nữa nói đến đây thì vẻ mặt cô vân có phần kỳ quái hơn nữa làm sao bộc làng trầm giọng hỏi do sự một chút thì cô vân cũng nhớ mày hơn nữa trước khi đi hắn còn nói một câu kiến thuộc hạ thế khó hiểu hắn nói gì? Đường Huệ ở bên cạnh không kìm được phải lên tiếng hỏi. Cô Vân lại lưỡng lượng một lúc rồi mới nói. Trước khi đi, hắn có nói, ngay cả đao hoàng phong hoàng liên thủ cũng không chặn được hắn nửa bước. Quấn hồ đã đám hề nhảy cầu kia. Sặc! Đường Huệ hít một hơi khí lạnh, nhất thời không nói lên lời. Thân sắc của Bốc Lang có phần kinh ngạc. Một lúc sau mới nói. Hắn nói thế thật sao? Chính xác từng chữ. Cô Vân cất tiếng khẳng định phòng hoàng đao hoàng liên thủ. Bộc làng chào mày, đứng dậy đi lại trong phòng vài bước rồi thở dài. Nếu như lời hắn nói là thật, thì có ý là hắn đã là đấu hoàng cường giả sao? Nói đến đây, bộc làng tự cười. Sao có thể chứ? Dù tiểu tử hắn là tuyệt thế thiên tài, tu luyện từ trong bụng mẹ đi chẳng nữa, thì cũng không thể nào được. Ý bằng chủ là... Cô Vân trầm giọng nói. Bộc làng nghĩ một lúc rồi nói. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn đã dám nói như vậy, thì chắc chắn có chiều bài gì đấy. Nếu không cũng không thể hoành hoàng như thế. Phải biết là nếu lời đó mà truyền đi, thì bác đấu tông và đấu thần điện sẽ không để yên cho hắn đâu. Xem ra bối cảnh của tên lý giật này không đơn giản như chúng ta đã điều tra. Cô Vân các khẩn đầu. Điểm này thì thuộc hạn chắc chắn. Cái khác thì không nói. Chỉ riêng cái công pháp bạch hổ kia đã không phải người thường có thể có được. Đúng vậy. Bộc làng cái cục gạc đầu. Gương mặt đầy trầm tư. Vậy bằng chủ giờ chúng ta nên làm gì? Đường Huệ bỗng lên tiếng. Bộc làng lắc lắc đầu, ánh mắt dường như đang cười nhàm hiểm. Dù thế nào, đầu kỵ bạch hổ đó chúng ta đâu có tặng đi dễ dàng như vậy. Nếu không phải kẻ muốn đấu giá, nó thế lực quá mạnh, thì đồ đã vào túi bàng thổ đang ta, đâu có thể để đưa đi. Giờ cứ nhìn xem lý giật và những thế lực kia liều mạng thế nào. Chuyện bao nhiêu người cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần đầu kỵ bạch hổ kia lại vào tay chúng ta là được rồi nghe thấy thế đường huệ và cố vân nhìn nhau ánh mắt đều ánh lên giữ kỳ quái vậy bằng chủ rốt cuộc chúng ta cố vân chần chừ bốc lẳng cười nhạt rồi vẩy tay cố vân người dẫn một nửa đội nhân má đến đợi hắn ở con đường mà muốn lên tam thánh sơn nhất định phải đi qua đến lúc đó lão phù sẽ đích thân chỉ huy đường huệ người đem người theo dõi hắn chú ý từng động tác đừng động vào các thế lực khác lúc cần thiết có thể gây chiến giữa chúng với nhau nhưng người phải nhớ kỹ, không được can thiệp quá sâu vào. Dù đấu kỵ bạch hổ có rơi vào tay kẻ khác, thì cũng không được ra mặt, người hiểu ý ta chứ. Cô Vân và Đường Huệ vội nhìn nhau một cái, rồi cúi đầu đồng thanh. Vâng ạ. À, đi đi. Bộc lạc vẩy tay. Đấu kỵ bạch hổ, dù không thể mở phong ấn, thì cũng không thể để nó rơi vào tay của kẻ khác được. Trên một tòa nhà của Tam Thánh Tiểu Trấn, một đám người đang ẩn nấp trong bóng tối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con đường gần như chẳng có một bóng người. Nói gần như không có một bóng người là vì trên con đường lớn rộng thanh thang, chỉ có một thiếu niên đang bước đi chậm rãi. Dường như hắn không chú ý đến gì cả, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cứ như là đang tản bộ trong sân vườn nhà mình vậy. Đằng xa ở phía sau, thỉnh thoảng lại xẹt qua vài bóng người, vô số ánh mắt kỳ quái nhằm vào hắn. Hơn nữa, hắn đi bước nào là những kẻ đó lại di chuyển bước đó. Có điều, tới tình trạng kỳ quá như thế, nhưng không có ai lại chủ động ra tay trước. Chỉ vì kẻ nào cũng hiểu, nhắm vào kẻ trước mặt không chỉ có mình. Nếu ra tay trước, chưa biết chừng mình lại rơi vào cảnh chết mà không hiểu vì sao lại chết. Nhưng lý trí và khả năng giữ bình tĩnh của chúng đang tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa Lý Giật và Tam Thánh Sơn. Vì một khi hắn bước qua cánh cửa lên Tam Thánh Sơn, thì e là không ai có thể lấy được đồ trên người của hắn nữa. Chỉ vì nếu như thế, thì sẽ gặp phải sự tấn công toàn lực của đấu thần điện. Mà loại thế lực như đấu thần điện thì chẳng ai muốn động vào, hoặc nói là động vào không có nổi. Tên khốn này lại chẳng có chút xuất ruột gì cả sao? Hắn đi như vậy, định đợi những kẻ chưa đuổi kịp chạy đến có mặt chắc. Trên nóc nhà, Diệp Kinh Vũ nhìn Lý Giật với ánh mắt kỳ dị. Sau Diệp Kinh Vũ, Miêu Khả cũng hơi nhíu mày lại, một lúc sau mới thở dài. Có thể hắn cũng bất đắc dĩ phải làm như vậy, càng thêm được vì con da trưng lẫn nhau, cho nên sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng nếu hắn thể hiện một chút hoảng loạn nào đó, thì e là lập tức sẽ bị đè bẹp ngay tức khắc. Diệp Kinh Vũ suy nghĩ một lúc, thì cụ cạc đầu. Nếu vậy thì không phải là hắn rất thông minh hay sao? Ta cũng không biết nên nói hắn thông minh hay là ngu ngốc nữa. Miêu Khả thở dài. Ký tức quanh đây ngày một nhiều, tuy trong đó nhiều kẻ chỉ là đồ vô dụng, nhưng cũng không ít cao thủ đâu đấy nếu có kẻ kiềm lòng không được mà ra tay thì cục diện lúc đó sợ đã không thể tưởng tượng được dù chúng ta muốn ra tay trợ giúp thì cũng được bất tỏng tâm diệp kinh phụ các gật đầu nghĩ một lúc rồi nói nhỏ tông gia và lý gia có động thái gì không có lẽ cũng đang theo dõi lý giật tạm thời chưa biết được mục đích của lý gia nhưng nếu có lợi thì chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua còn tông gia nghe nói lần này chúng đến với toàn những cao thủ chắc hẳn là chúng sẽ ra tay đấy. Miêu Khả cất tiếng trả lời. Là vậy sao? Diệp Kinh Vũ lại nhớ mày. Đây cũng là lần đầu nàng ta gặp cục diện kỳ quá như thế này. Trong hoàn cảnh này, thì Miêu Khả cũng chẳng thể nói gì nhiều, chỉ tiếp tục chào mày quan sát. Lúc đó, đám người theo sau lý giật nãy giờ, dường như bùng đổ sát khí. Cảm nhận được luồng sát khí đó, Diệp Kinh Vũ và Miêu Khả vội nhìn nhau nói nhỏ. Bắt đầu ra tay rồi trên con đường rộng lý giật bỗng hơi khựng lại khẽ cười phất phất tay rồi lẩm bẩm cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi à hy vọng chúng chịu đựng được lâu một chút lý giật vừa dứt lời thì mười mấy bóng người bỗng xuất hiện trên đường khi lý giật chưa kịp phản ứng thì chúng đã bao vây quanh hắn mười mấy kẻ bỗng xuất hiện này không hề khiến lý giật ngạc nhiên hắn quen mắt nhìn rồi cười nhạt cút đi bởi mấy tên mà một gã đấu sư cũng không có việc gì phải chạy ra nộp mạng chứ Lời nói của Lý Giật khiến không khí dường như đông cứng lại. Nhiều kẻ đang tỉnh ra tay, nghe được câu này, lập tức dừng tay. Tuy một số kẻ đã nghe được những tin đồn về sự ngông nghênh của Lý Giật, cũng có kẻ đã chứng kiến Lý Giật ra tay. Nhưng dưới sức hấp dẫn của đấu kỵ bạch hổ, những thứ đó dường như trở nên quá xa vời. Nhưng khi Lý Giật đã lên tiếng, thì nhiều kẻ dường như đã bình tĩnh hơn. Đương nhiên bình tĩnh không phải là từ bỏ. Thế nhưng mà là muốn xem rốt cuộc tình hình sẽ ra sao mà thôi. Mười mấy kẻ vây quanh lý giật, kẻ nào cũng đầy hung hăng, dẫn đầu là một kẻ cao lớn lực lưỡng. kiến thức của hắn là mạnh nhất trong đám người này, rõ ràng là thực lực đấu giả đỉnh phong, chắc cũng chỉ cách đấu sư một cái bậc cửa mà thôi. Nghe thấy Lý Giật nói vậy, hắn chỉ cười nhạt, nói với giọng khàn khàn. Lý Giật, nếu giờ người giao đấu kỹ bạch hổ ra đây, để lại dùng giới, thì ta sẽ tha cho người một con đường sống đấy. Lý Giật khẽ lắc đầu. Đúng là cái thứ không biết sống chết. Nói rồi, hắn cũng không thèm nhìn đám người này đến một cái, lại chậm trái tiến về hướng Tam Thánh Sơn. Khuôn mặt của tên dẫn đầu dần giật liền hồi, hắn nghiến răng, rồi tút vũ khí mà thét. Giết hắn! Vừa dứt lời, mình mấy bóng người lập tức xông về phía Lý Giật, đồng thời trên vũ khí của chúng đều lan tỏa đấu khí, đang nhằm vào các nơi yếu hại trên cơ thể Lý Giật. Hề lại phải ra tay rồi. Lý giận chỉ thở dài, đối mặt với những tên đấu sư như thế này, hắn cũng chẳng thèm dùng đến đấu khí. Hắn kẽ lướt một cái đã ra khỏi đám người, vùng tay lên đánh ngất một tên, rồi cầm lấy cổ tay hắn mà đưa lên. Thanh đao trong tay hắn đã chọc thẳng vào ngực của một tên đồng bọn. Hai kẻ đó ánh mắt đều không thể tin nổi. Sau đó đi giật cướp lấy trường kiếm trong tay kẻ kia, chém về phía bên phải. Trường kiếm vừa lướt qua ngực hai tên đang sống tới. Tiễn chúng lên thẳng thiên đàng. Khốn kiếp thật một tên khác từ sau lao lên. Lý giật chỉ mỉm cười, nhón chân một cái, toàn thân bay lên. Hai tay ấn trên đầu của kẻ đánh lén. Hắn kẹn nạn ra một nụ cười, vặn người một cái. Một loạt tiếng xương vỡ vàng lên. Tiếp đó thì thấy máu tươi tuôn trào, đầu người mỗi cái một nơi. Dường như chỉ trong nháy mắt, Lý giật đã giải quyết được một nửa đám tập kích. Bảy tám kẻ còn lại nhìn nhau, không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục xông tới. Lý giật thở dài, tình huống này hắn không ngờ tới, Thế là hắn bay tới, cầm bừa một thanh trưởng thường vùng lên, vô số thương ảnh bắn ra như mưa xa. Thương ảnh kéo dài được một lúc thì dừng, đi giật nhách mép, ném cây thương ra đất, rồi lại chậm rãi tiến về phía tàm thánh sơn. Khi hắn rời đi, bảy tám kẻ kia bỗng phát ra những tiếng kỳ quái, máu từ tim hoặc trên cổ họng của chúng bắn ra, tất cả đổ vật ra đất. Chỉ trong một vài phút, mười mấy đấu giả cường giả đã thất bại thảm hại, tốc độ khiến người khác không dám tưởng tượng. Còn Lý Giật, lúc đó không dùng chút xíu đấu khí nào. Tình hình đó xảy ra, những kẻ đang nấp trong bóng tối đều thấy hít thở khó khăn hơn hẳn. Giết người thì kẻ nào cũng đã từng nhìn rồi, nhưng sạch sẽ gọn gàng thế này thì thật khiến người ta phải ngưỡng bộ đấy. Những điều này lại không khiến cho chúng lùi bước, vì ai cũng có tâm lý muốn tìm kiếm may mắn. Giống như là muốn trúng thưởng lớn, kẻ nào cũng cho rằng có lẽ người chiếm được nó chính là mình. Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện phá vỡ sự tĩnh lặng một mũi tên sắc nhọn đem theo đấu khí bắn về phía của lý giật vào lúc mũi tên sắp cắm vào lưng của lý giật hắn khẽ đưa tay phải ra phía sau kẹp lên mũi tên rồi vung tay lên mũi tên đã bắn ra một hướng khác phập một tiếng một kẻ trong một toàn lầu ôm lấy cổ họng lăn xuống co giật một hồi rồi tắt thở trên cổ họng của hắn đang cắm một mũi tên đó từ ống tên trên người của hắn thì có thể thấy kẻ bắn tên chính là hắn nhưng dường như cảnh này không đem lại bài học gì mà ngược lại nó như sự cộng hưởng lập tức từ bóng tối vồ xuống mũi tên như bao phủ trời đất bắn về phía của lý giật tình cảnh này mà rơi vào bất kỳ ai e là hắn biến thành cái cột ngắm tên rồi chỉ chít những mũi tên bay tới nhưng khi gần đến chỗ lý giật thì lý giật thở dài quay người lại vùng hai tay lên một luồng đấu khí hình xoáy ốc xuất hiện phía trước hắn những mũi tên tiến đến gần hắn bỗng như đóng băng rồi bị hút vào cái xoáy đấu khí đó. Khi mũi tên cuối cùng đã rơi vào đó, hai tay của Lý Giật vung ra tứ phía. Các mũi tên lại bắn ngược trở lại, nhanh chóng như khi nó bay tới. Đủ mọi loại âm thanh kỳ quái trượt vang lên, vô số kẻ rơi xuống từ trên nóc nhà, tiếng kêu thảm thiết vàng vọng cả đất trời. Lý Giật chắp tay sau đừng, quay người lại nhìn rồi thở dài. Thật ra ta không hề muốn giết người, là do các người ép ta quá thôi. Khốn nạn, còn mẹ nó chứ, hắn tưởng mình ghi gớm lắm hả? không phải chỉ là biết dùng vài chiều đấu kỹ kỳ dị sao? Khốn kiếp, phải giết hắn báo thù cho anh em. Chó chết, giết hắn, Lên được đấu kỹ bạch hộ, từ giờ đáo tử sẽ là thiên hạ vô địch. Vụ thảm sát hàng loạt như vậy, không hề khiến chúng sợ hãi, mà ngược lại còn khiến lòng tham và dục vọng như dâng trào cao hơn. Các loại tiếng hét vang lên, đám người vốn khá bình tĩnh, giờ đã tràn ra khỏi bóng tối, sông về lý giật như những con thú khát máu. Cảnh tượng khá điên cuồng này khiến lý Giật phải kẽ thở dài. Tay phải của hắn lập lẻ ánh sáng xanh. Hắn vùng tay lên, vô số đạo kiếm khí xuất hiện, hình thành nên một cái hình lưới bắn ra tứ phía. Chiều này lâu rồi chưa dùng, bây giờ thử chút xem có vui không. Thành phần kiếm vũ. Sau khi một tiếng quát lên, tất cả mọi thứ đấu khí đều được tỏa ra. Xoẹt một tiếng, hàng trăm đạo kiếm khí bay ra bốn phường tám hướng, bắt đầu chém giết. Đương nhiên, bây giờ lý giật dùng chiều này không hề khí thế như hùng đó ở Vân Thủy Thành. Những chiều số như vậy mà dùng để đối phó với đám tôm tép thì đã quá đủ rồi. Gần như chỉ trong giây lát, những kẻ xông lên trước tiên đã bị điểm khí của Lý Giật đánh bật ra sau. Trừ phi là đấu sư cường giả mới có thể dựa vào xa y đấu khí bảo toàn mạng sống mà lùi xuống. Còn từ đấu sư trở xuống thì tất cả hoặc là thổ huyết mà chết hoặc là đồng một nơi thân một nẻo. Chỉ một chiêu đó mà mạnh mẽ đến như thế. Với Lý Giật mà nói, thì chẳng là gì. Kiếp trương thần là tuyệt đỉnh sát thủ của thế giới ngầm. Với những chuyện thế này thì hắn nhìn quen rồi. Còn bây giờ... Nhịch mép cười lạnh, lý giật dậm chân, tân hình bay lên phía trước. Lần này những kẻ còn đứng vững, dường như mới bình tĩnh được một chút. Vài kẻ muốn truy sát những chân tay đều nhũn ra rồi. Nguyên nhân chính là vì so với cảnh vừa rồi thì cảnh tượng máu me trước mắt lúc này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Đến khi đám tôm tép đã ngã gục hết, thì cách thức dùng độc trị độc này của lý giật mới coi như chấm dứt nói ra thì chúng đúng là gặp bi kịch với bản lãnh của chúng thì không thể có được chút lợi thế nào trong lúc này cả dù quận đấu ký quyền trụng kia có rơi vào tay chúng thật thì chắc chúng cũng chẳng thể xem nó đi được ra đâu điểm này đã chắc chắn chúng chỉ có thể bị các loại thế được kích động và lợi dụng ngoài việc dùng để do thám thực lực và tiêu hao đấu khí của lý giật ra thì chúng chẳng có tác dụng gì nữa Thủ đoạn của Lý Giật quả nhiên là tan đông. Trên nóc nhà, Diệp Kinh Vũ dùng tay bịt miệng, rõ ràng nàng ta cảm thấy ghi tầm khi nhìn cái cảnh tượng máu me này. Biểu khả thì khẽ thở dài. Kết quả này cũng đã định trước khi chúng chuẩn bị chặn được rồi. Việc này vốn là ta sống thì người phải chết, chứ có điều... Có điều sao? Diệp Kinh Vũ nhíu mày. Có điều đám tôm tép đã giải quyết hết rồi, nhưng tiếp theo mới là phiền phức thật sự. Các đại thế lực tranh chấp cũng không biết cuối cùng cả nào sẽ được lợi. Tuy là biết mỗi năm dưới trần núi Tam Thánh Sơn đều không yên tĩnh, xem ra năm nay là một năm không yên tĩnh nhất. Trong lúc Diệp Kinh Vũ và Miêu Khả nói chuyện, Lý giật chắp tay sau lưng đi trên con đường lớn, mọi thứ dường như đã thoáng đẳng hơn. Phía trước mặt Lý giật xuất hiện một quảng trường khát rộng, chính giữa là một lão già mặc áo choàng xám đang ngồi khoanh chân, hai mắt đang nhắm chặt. Dường như cảm nhận được Lý giật đến, lão già hơi hé mắt ra, trạng thái tu luyện nhanh chóng được giải trừ, đôi mắt lạnh lẽo như những tia điện nhìn về phía của Lý Giật. Khóe môi của Lý Giật dần giật mấy cái, nhìn ra xung quanh một lượt rồi khẽ cười. Không biết do hôm nay thổi là gió gì, bộc bằng chủ lại ra đây phơi nắng thật là hiếm có. <laughs> Lý Giật tiểu bằng hữu, quả nhiên nằm ngoài dự đoán của lão phu. Bộc làng mỉm cười, ta vốn nghĩ đám tôm tép kia tôi không có bản lãnh gì, nhưng một đám điền cuồng tấn công thì cho dù một đấu vương cường giả cũng chưa chắc kịp trở tay nhưng công ngờ tiểu bằng hữu lại bình an vô sự như vậy <laughs> điểm này dù là lão phu cũng không làm được ta không thể không nói một câu khâm phục khâm phục sao lý giật cười cười cái điểm ngón chân tân hình tiến lên trước mấy chục mét đến chỗ cách bốc làng không xa mới nói chỉ là không biết bốc bằng chủ xuất hiện ở đây có ý tứ gì đây ý tứ gì sao bốc làng kẽ cười Lý giật tiểu bằng hữu, ta và ngươi đều là người thông minh, nhiều việc không cần phải nói thẳng tẹt ra có phải không nào. Lý giật cười, nếu không nói thẳng ra, thì ta làm sao biết được bốc bằng chủ muốn làm cái gì đây? Ánh mắt của bốc lang cổ quái nhìn Lý giật, rồi hắn từ tốn đứng dậy nói, ý của ta rất đơn giản, có hai con đường, thứ nhất, để lại bạch hồ quyền trục, thứ hai, để lại mạng của ngươi. Con người Lý giật còn lại, hắn không ngờ, vị bốc băng chủ này lại nói thẳng thắn như vậy. Hắn cười lạnh lùng rồi nói, bốc băng chủ uy hiếp như vậy, lẽ nào không sợ làm hỏng danh tiếng của băng thổ lang sao? <laughs> Lý giật tiểu bằng hữu, không phải người nghĩ băng thổ lang có danh tiếng gì thật đó chứ? Bốc lang kẽ lắc đầu, thật sự điểm này ta hiểu nhầm rồi. Lý giật cười, nhưng nói ra thì cả hai con đường bốc băng chủ chọn ta đều không thích. Không biết nếu ta chọn con đường thứ ba, thì bốc băng chủ sẽ có ý gì đây? Bốc lang cười cười ta có thể có ý gì đây? Chỉ cần lý giật tiểu bằng hữu có thực lực đó, thì ta đương nhiên chẳng còn gì để nói. Nói rồi, bốc lang kẽ vỗ vỗ tay. Hơn mười bóng người nhảy ra từ bốn phía, đứng ở xung quanh quảng trường chặn đường của lý giật. Điều này khiến con người của lý giật cò lại. Một lúc sau, hắn thở dài. Bốc à, bằng chủ là đấu vương cường giả, cộng thêm cô bằng chủ cũng là đấu sư đỉnh phong, còn lại cũng đều là đấu sư cường giả. Xem ra, đúng là bộ bằng chủ đã coi trọng ta rồi. Trước này lão phu hành sự luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Điểm này ta cũng biết. Bộc bằng chủ thì bình thản mà nói tiếp. Lý giật tiểu bằng hũ, không cần phải kéo dài thời gian nữa. con đang người muốn đợi các thế lực khác cùng đến rồi thừa đúc đục thả câu. Nhưng lão phu sớm đã chặn hết những kẻ khác rồi. Suy tính này của ngươi tạm thời thất bại. Với cục diện hiện nay, chắc chắn ngươi không phải đối thủ của lão phu. Ta khuyên ngươi một câu, giao đấu kỹ bạch hổ ra đây. giao rồi, người sẽ tha ta đi sao? Lý giật cười lạnh lùng. Không, chắc chắn là không rồi. Bộc làng lắc đầu. Nhưng ta có thể giữ cho người được toàn thây để tránh việc bị kẻ khác hạ nhục. Nghe vậy, môi của Lý giật hơi nhếch lên rồi nói. Rất nhiều kẻ muốn giết ta, nhưng đến nay vẫn chưa có kẻ nào thành công cả. Bộc bằng chỗ là đơn đừng nói ta không cảnh cáo trước. Dựa vào ngươi mà muốn cản đường ta, không được đâu. Vừa dứt lời, Lý giật két dậm chân, luồng đấu khí màu tím lan rộng trên người hắn, rồi hình thành nên chiếc xa y đấu khí. Trên xa y đấu khí là lôi điện không ngừng nhấp nháy, khiến người ta phải trói mắt. Lục tình đấu sư ư, không tồi, không tồi. Với tuổi của ngươi mà đạt được cảnh giới này, đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Chỉ có điều, nếu người chỉ có vậy, thì hôm nay người không ra khỏi đây được đâu. Bộc làng cười lạnh, rồi hắn đập tay, một luồng đấu khí màu xanh độc tràn ra, tuy không ngưng tụ thành xa y đấu khí nhưng khí thế đó cũng khiến người ta có cảm giác lạnh như đứng trong băng đá ngoài lý giật và cố vân ra những đấu sư khác đều biết cảm giác lùi sau vài bước mới còn những miễn cưỡng chặn được sự lấn áp của đấu khí của bộc lang quả nhiên là đấu vương cường giả không hồ là đấu vương cường giả lý giật cười thầm hắn không có chút gì gọi là sợ hãi lục trương thực lực đấu vương tỉnh phòng của cùng vụ sòng mà còn thua dưới tay hắn lúc này chỉ là một bốc lang còn chưa được là tàm tình đấu vương lẽ nào lại có thể khiến hắn kinh sợ quả nhiên là có chút can đảm thấy đi giận không có biểu hiện gì bốc lang hơi nhắm mắt lại một lúc sau hắn cười nhạt nói có điều dù có gan thì người cũng chỉ có một đường chết mà thôi hát lên một tiếng thân hình bốc lang xông tới nhưng cũng đúng lúc đó một trận cười lạnh nham hiểm bỗng vang lên từ bên ngoài quảng trường <laughs> không ngờ ở đây lại có kịch vui để xem thiếu chút nữa thì bạn thiếu gia bỏ lỡ rồi. Xem già vẫn là bốc bang chủ, nhanh tay. Tiếng cười đột ngột này khiến không khí căng thẳng bỗng trùng xuống, rồi ánh mắt của tất cả nhanh chóng chuyển sang một bên quảng trường. Trong bóng tối của một căn nhà bên cạnh, quảng trường ấy đang có một đám người đằng đằng sát khí đứng trong đó. Đứng đầu chính là Tống Kiệt Khánh. Thầy Tống Kiệt Khánh, lý giật cười lạnh không nói gì. Còn sắc mặt của bốc lang thì kẹ biến. Một lúc sau cười hà hà, thì ra là tông thiếu gia không ngờ tông thiếu gia cũng không nhịn được nữa rồi nhưng tông thiếu gia yên tâm hắn đã đắc tội với thiếu gia ở hội đấu giá bằng thổ lang đương nhiên sẽ rút giận giúp thiếu gia đấy tông kiệt khánh cười lạnh nhìn lý giật vẽ mắt nhàm hiểm rồi nói không cần đâu chuyện của tông gia tông gia sẽ tự giải quyết không cần phải nhờ đến bang thổ lang nghe tông kiệt khánh nói vậy sắc mặt bốc lang hơi không được tự nhiên nhưng hắn vẫn cùng tài nói vậy ý của tông thiếu gia là gì lùi xuống, cút hết cho ta. Tông Kiệt Khánh thản nhiên, ta à, chỉ nói một lần, bản thiếu gia hôm nay không có hơi sức và tâm trạng để nói nhiều với người. sắc mặt bốc làng hơi tái đi rồi mỉm cười. Tông Thiếu Gia, đây là địa bàn của bang thổ lang ta. Bang thổ lang đang làm việc. Tông Thiếu Gia nếu có chuyện gì, hãy đợi khi bọn ta làm xong rồi nói. Nếu không... Nếu không thì sao? Tông Kiệt Khánh nhìn bốc lang lạnh tanh. Cút. không thì chết. Bộc làng sắc mặt biến đổi liên tục một lúc sau, hắn nặn ra nụ cười. Nếu tổng tiêu già đã có lời, thì băng thổ lang rút lui vậy. Nói rồi bốc lang vẫy mạnh tay. Người của băng thổ lang đang phần tán, lập tức tập trung lại, rồi đi theo bốc lang lùi ra. Tiểu tử, đến lúc tính sổ rồi. Sau khi bọn bốc lang rời đi, Tông Kiệt Khánh cười lạnh phẩy tay một cái. Hàng chục bóng người bỗng xuất hiện ở tứ phía. Mắt của Lý Giật lại khẽ cò lại, nhưng hắn không hề sợ, chỉ cười nửa miệng nhìn Tông Kiệt Khánh. Tổng thiếu già, xem ra ngươi không thông minh cho lắm nhỉ. Nếu vừa rồi ngươi trốn trong bóng tối, nhìn bốc làng giải quyết xong ta, rồi mới nhảy ra, thì không phải tốt hơn sao? Bây giờ dù người cô đem theo đống người kia, có thể giải quyết được ta, e là cũng phải trả giá đắt lắm đấy. Đến lúc đó, thì người cũng thần tản ma dại. Nói đến đây, đi giật nhìn lướt qua những kẻ bàng thổ lang vừa lùi ra, ý tứ ở trong đó không nói cũng hiểu. Tông Kiệt Khánh hơi sững người, hắn tuy hơi bị kích động, nhưng không phải kẻ ngu đương nhiên hắn hiểu ý của lý giật là gì nếu lý giật không có bản lãnh gì thì hắn chỉ một lát là tắt chết lý giật nhưng biểu hiện của lý giật lúc này khiến cho hắn biết muốn đối phó với lý giật thì e là hắn phải trả một cái giá vô cùng đắt mà đến lúc đó người của bang thổ làng chắc chắn không thể dễ dàng để thứ kia rơi vào tay hắn chưa biết chừng còn xảy ra đại chiến lúc đó cốc mỏ cỏ rơi chuyện này tông kiệt khánh đầu công ngù mà đi làm hắn cũng là một kẻ thông minh không kém. Thấy Tông Kiệt Khánh đang khí thế hừng hực, bỗng trở nên trần chừ. lý giận chỉ cười nhạt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Lần này hắn dám ngồng nghênh như vậy. Đương nhiên Đế giận hiểu thứ trong tay của mình có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nhưng nếu các thế lực đều muốn có nó, vậy thì mình sẽ rất khó có thể bảo toàn. Nhưng trò chơi này lại rất thú vị. Đúng thế, trò chơi. Mọi thứ xảy ra lúc này với Lý Giật mà nói chỉ là một trò chơi hoặc có thể nói là tu luyện theo một cách khác mà thôi. Cũng chỉ có những kẻ to gan bằng trời như lý giật mới có cách tu luyện gần như biến thái như thế này. Nguyên nhân chẳng phải gì khác, chính là chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn trưởng thành trong nghịch cảnh, rồi đột phá, đạt đến cấp bậc đấu sư một cách nhanh chóng nhất. Đến lúc đó, lý giật mới xem như thật sự có sức tự bảo vệ mình, chứ không phải tranh vinh như đi trên dây giống lúc này. Trong quảng trường, thời gian như gừng đọng lại. Lúc này dù Tông Kiệt Khánh có cao ngạo thế nào thì cũng không dám tùy tiện ra tay. Dù sao bang thổ lang chắc chắn không phải loại kém cỏi gì, mà lấy giận từ biểu hiện bề ngoài có thể thấy cũng chẳng phải loại dễ ăn gì. Tông thiêu giả, lã phù có ý kiến thế này. Trong cái không khí kỳ quái đó, bộc làng bỗng nhiên lên tiếng. Nói đi. Tông Kiệt Khánh lạnh lùng nói một cách đơn giản. Tăng nghĩ lần này Tông Thiếu Gia xuất hiện, ngoài việc có hứng thú với đấu kỵ bạch hổ ra, thì có lẽ phần nhiều là vì tên tiểu tử hắn đã làm mất mặt thiếu gia ở hội đấu giá có đúng không? Bộc làng nhào mắt cười. Tông Kiệt Khánh cười lạnh. Vậy thì đã sao? Bộc làng cười hà hà. Cái này, cái này khiến hai nhà chúng ta có cơ hội hợp tác rồi. Chúng ta liên thủ giải quyết lý giật. Sự sống chết của hắn, tùy tổng thiếu gia quyết định. Còn đấu kỹ bạch hổ vốn là của bang thổ lang. Đương nhiên nên trả lại bang thổ lang. Tông Kiệt Khánh cười lạnh bộc bằng chủ có chủ ý rồi nhỉ hai nhà chúng ta liên thủ người có lợi lớn như vậy mà ta chỉ có được một cái xác chết bộc làng cười chẳng tổng tiêu giả cũng biết thân thể của cường giả cũng đáng giá lắm chứ tổng kiệt cánh cười nhạt Tiểu từ lý giật hắn thì đáng được bao nhiêu tiền cũng lắm là mọi người đừng vài loại đấu kỹ mà thôi như thế nói thế nào thì cũng hơn một cuộn đấu kỹ bị phòng ấn có đúng không bộc làng cười Quân hồ bang thổ lang chắc chắn sẽ bồi thưởng cho tông gia. Điều này xin tông thiếu gia yên tâm. Câu này khiến ánh mắt của tông kiệt khánh kẽ lay động, rõ ràng đã đã có chút dao động. Còn đi giật thì làm như chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ chắp tay mỉm cười. Một lúc sau, tông kiệt khánh cười lạnh lùng. Giao dịch không tồi, chỉ có điều, chỉ cần bốc bang chủ đồng ý nhượng lại ảnh mà đại pháp cho tông gia, thì chúng ta liền thủ. Ảnh mà đại pháp sao? Ánh mắt của Bốc Lăng co lại rồi cười khan. Xem ra Tông thiếu gia cũng tham lam quá nhỉ? Có điều nếu ảnh mà đại pháp là của băng thổ Lang thì đưa thiếu gia cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Đáng tiếc nó lại là không phải là của băng thổ Lang, đúng là đáng tiếc. Vậy sao? Thế thì thi thể thuộc về băng thổ Lang, đầu kỹ bạch hồ thuộc về Tông gia thế nào? Tông Kiệt Khánh thản nhiên. Nghe vậy Bốc Lang cười nhạt. Hắn chưa kịp trả lời thì bỗng có một tràng cười vang lên từ bên kia bộc bảng chủ. Nếu người hợp tác với Tổng Kiệt Khánh, thì Ella sẽ phải hối hận cả đời đấy. Khuôn hồ nơi đây dù sao cũng là dưới chân núi Tạm Thánh Sơn. Sau đó vừa vang lên, thì Bốc Lang và Tổng Kiệt Khánh cũng hơi biến sắc. Lý giận thì vẫn đứng chắp tay như thế, nhưng nét mặt có mấy phần kỳ lạ. Tiếp đó là mười mấy người chớp mắt đã từ trên cao hạ xuống đất, đứng ở bên kia quảng trường. Kẻ dẫn đầu chính là Lý Hạo. Phía sau Lý Hảo mười mấy bóng người kia đều hừng hực khí thế. Đứng lấy thế cân bằng với những kẻ theo sau tông kiệt khánh người của lý gia lý giật khẽ cười xem ra trò chơi này ngày càng thú vị chỉ là không biết người của diệp gia có góp chân vào không <laughs> có điều với sự tình anh của lão quỷ miêu khả thì có thể trước khi tình hình rõ ràng thì lão tuyệt đối không ra tay cùng với sự xuất hiện của người lý gia sắc mặt của bốc lang cũng trở nên khó coi hơn hắn vốn đã cho người chặn giết các thế lực khác để một mình nuốt gọn lý giật nhưng không ngờ lại liên tục có kẻ nhúng mũi vào thế này. Càng nhiều người thì cục diện càng phức tạp, khả năng bang tổ lăng độc chiếm lợi ích cũng càng nhỏ. <laughs> không ngờ ngay cả Lý Hảo thiếu giả cũng tới đây. Bộc lăng mỉm cười, xem ra đâu kỹ bạch hổ là hấp dẫn thật. Lý Hảo cười, bộc bằng chủ nói đúng quá, bọn ta vốn không định đến đâu, nhưng tông thiếu gia đã ra tay thì lẽ nào ta không thể đến. Nghe vậy, bộc lăng chỉ mỉm cười, còn Tông Kiệt Khánh sắc mặt tối lại, lúc sau thì cười nhạt. Lý Hạo, người nhất định phải gầy khó dễ với ta sao? Gầy khó dễ ư? Nói cái gì vậy? Lý Hạo cười. Chỉ là ta không quen, có một vài kẻ ỉ mình có chút bối cảnh mà gây ngang thôi. Tông Kiệt Khánh cười lạnh. Lý Hạo, hôm nay không giết người, ta thề không làm người. Vậy thì ngươi không cần làm người nữa đâu. Lý Hạo thản nhiên nói. Ngươi... Tông Kiệt Khánh thét lên thân hình lao vút về phía thi hạo nhưng được nửa đường thì bốc lăng đột ngột Lào ra chặn lại bộc lão quỷ người có ý gì <laughs> xin tổng thiếu gia đừng có nóng vội bộc lăng cùng tay cười hai vị thiếu gia hình như giờ không phải lúc để hai vị động thủ chắc mọi người đến đều là vì cuộn quyển trục kia có phải không đã như vậy nếu hai vị động thủ ở đây thì kẻ được lợi chỉ có một thôi nói đến đây bộc lăng nhìn về đi giật đang có nét mặt của kẻ xem kịch hay nghe thấy thế ánh mắt của Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh đồng thời co lại. Một lúc sau, Tông Kiệt Khánh cười nhạt. Được, lấy được thứ đó đã rồi nói chuyện khác. Lý Hạo cùng tay với Lý Giật nói. Lý Giật thiếu ra, xem ra lần này phải đắc tội rồi. Người của bang thổ đang đã chặn ở bốn phía, không cho tiểu tử hắn chạy thoát. Hai vị thiếu ra, động thủ đi. Dường như đang sợ sự hợp tác miễn cưỡng này bị đổ vỡ. Bộc làng hét lên, rồi nhanh chóng xông về phía của Lý Giật. Còn Lý Giật vẫn đứng đó, chuẩn bị xem trò hay, thì lúc này đã kẽ dậm chân, thân hình bay ra sau vài bước, vùng tay phải lên. Lập tức một đạo quang ảnh màu bạc bay ra từ trong ống tay áo hắn, nhằm thẳng vào cổ họng của bốc làng. Thấy thế, bốc làng chỉ cười nhạt, tay phải chém mạnh về phía trước. Một đạo đấu khí màu lục bắn ra chặn đứng ánh sáng bạc kia. Một âm thanh giòn tan vang lên, đi giận kéo hồ tay. Đoạn hồn nhận nhanh chóng quay trở lại tay của hắn. Hắn quay quay đoạn hồn nhận trong tay rồi mỉm cười bộc bằng chủ quả nhiên có bản lĩnh. Có điều như thế thì không dễ đối phó với ta đâu. Phí lời làm gì, ra tay đi. Vừa dứt lời, bộc làng lao vút đến trước mặt Lý Giật. Bàn tay phải được bao quanh bởi đấu khí xanh lục đập xuống mặt của Lý Giật. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, Lý Giật lật tay đánh vào bàn tay của bốc làng. Hai đường đấu khí va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên. Làn sóng năng lượng lan tỏa ra tứ phía, khiến cho cả quảng trường dường như rung chuyển lên. Khi kình phong tan đi, Lý giật lùi mấy chục bước mới coi như ổn định lại được. Hắn phất phất bàn tay tê dại, bật răng mỉm cười. Bọc bằng chủ không hổ là đấu vương cường giả. Một trường này dường như ta không tiếp được rồi. Bộc làng nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi cười lạnh. Người cũng có bản lĩnh lắm, chẳng trách mà ngông nghênh như vậy. Có điều nếu chỉ có chút đó thì xem ra muốn sống rời khỏi đây khó lắm. <laughs> e là chưa chắc đâu. Lý giật cười nhẹ rồi lại dạ tay trong lúc hai người giao chiến, thì Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh tách nhau ra, bảo vệ Lý Giật từ hai phía. Trong hoàn cảnh này, ba bên hợp tác rất miễn cưỡng, làm sao có chuyện cùng lên. Vì thế, chỉ bằng mỗi bên cử ra một người mới là thực tế nhất. Việc này khiến Lý Giật nhếch mép cười, vì nếu cả ba đám người này cùng xông lên, thì Lý Giật mạng con lớn thế nào cũng chết chắc. Nhưng với tình hình lúc này, thì rõ ràng là có thể tiếp tục trò chơi. Sau khi lưỡng đựng một chút, Tông Kiệt Khánh công về phía lý giật hai tay hắn vung lên một lợi đao bằng bằng bay ra hư tổng kiệt khánh vừa động đậy thì lý giật đã quét chân một đạo lồi quàng bắn ra đâm vào lợi đao bằng bằng của tổng kiệt khánh rồi cả hai nổ tung hai bên vừa chạm vào nhau đã lập tức bật ra nhưng vào lúc lý giật vừa chạm đất thì lý hạo đã lao tới như một luồng ánh sáng bạc lý giật quay người cánh tay phải chém mạnh xuống một đạo đấu khí bay về phía của lý hạo một tiếng nổ lớn vang lên, hai người lại bắn ra. Nhưng trong một lúc mà Lý Giật có thể giao chiến với ba cao thủ thì đúng là kinh thiền động địa. Từ từ đặt xuống mặt đất, Lý Giật bóp bóp bàn tay hơi tê dại, nhìn chăm chú ra xung quanh. Tạm thời không nói đến bốc lang, đi hạ vào tông kiệt khánh không hồ là thiếu chủ của tứ đại gia tộc. Tuy thực lực đều là đấu giả đỉnh phong, nhưng Lý Giật lại cảm nhận rõ được rằng dường như chúng lợi hại hơn những đấu sư bình thường là công pháp của hai vị này đều là cấp chủ tước, thậm chí có khả năng vừa rồi chỉ là chúng mới thăm dò mà thôi. Đây chính là sự khác biệt của công pháp, đồng thời thực lực của Lý Giật cũng khiến ba kẻ kia kinh ngạc. Bộc đoàn tự hỏi, vừa rồi tuy hắn chỉ thăm dò, nhưng một đấu sư cường giả bình thường cũng đâu phải là đối thủ. Lý Hảo và Tổng Kiệt Khánh nhìn nhau, ánh mắt cũng đầy sự kinh ngạc. Hai bọn chúng đã đối thủ của nhau cả đời này rồi. Đương nhiên biết rõ thực lực của đối phương, nhưng hai người lên thủ mà lại không giải quyết được tên tiểu tử này tuy đối phương hình như là đốc sư cường giả nhưng dù thế nào thì cũng không thể tin nổi mà kể cái không khí kỳ cục lúc ấy lý giận bỗng cười nhẹ hắn nghiêng nghiêng đầu toàn thân phát ra tiếng sườn rằng rắc hắn cười một lạnh lùng như vậy dò thám đã kết thúc tiếp theo ta sẽ không đương tay đâu nếu có chết thì cũng đừng trách ta có làm quỷ thì cũng đừng hận ta Tiếng cười lạnh tanh đầy sát khí của Lý Giật lập tức phá vỡ không khí đặc quánh ở khu vực này. Chỉ chốc lát mà sát khí từ tất cả các phía tỏa trang cuồn cuộn khiến mọi thứ dường như lạnh bằng bằng. Lúc đó, ánh mắt kỳ dị của tất cả mọi người đều dừng ở trên người của Lý Giật. Chắc chắn có rất nhiều kẻ đều không hiểu rõ tại sao mà trong hoàn cảnh này mà Lý Giật vẫn còn có được sự tự tin như vậy. Ba kẻ bọn bốc đang nghe Lý Giật nói thế đều cười nhạt. Dường như bà bên đã vứt bỏ hết thành kiến mà cùng từ từ bảo vệ Lý Giật lại. Tới hành động này của chúng, Lý Giật khẽ nhếch mép, vặn vặn cổ của mình, nhìn chúng với ánh mắt kỳ dị. Hai tay hắn chốc chốc để rung lên, còn đoạn hồn nhận cũng đang kẽ chuyển động, chiếc xa y đấu khí cũng đang rừng rực cháy. Cứ một tấc khoảng cách giữa bọn bốc làng và Lý Giật đứng rút ngắn, là một chút không khí bị đồng cứng thêm. Bỗng nhiên, ánh mắt của Lý Giật thay đổi, tay phải vung mạnh, đoạn hồn nhận mang theo một mảng ánh sáng bay ra phía sau. Một âm thanh giòn tan vang lên từ phía sau lý giật. Ngày sau đó, một cái bóng đen loạn trọn, thối lùi bấy bước rồi mới đứng vững lại. Con dao cam nhọn và dài trong tay của hắn thì rụt lên bẩn bật. kẻ đánh lén chính là Tông Kiệt Khánh. Hắn vốn cho rằng dù lý giật có lợi hại thế nào, thì trong hoàn cảnh này chắc chắn cũng không kiên trì được bao lâu Nhưng không ngờ, dù vừa rồi cả ba đều đã xuất chiêu, nhưng phản ứng và sức mạnh của lý giật vẫn nhanh và mạnh như vậy. Ta đã nói rồi, ta sẽ không đương tay đâu. Lý giật cười lạnh. Hơn nữa, nếu muốn thắng thì hãy dùng bản lĩnh thực sự. Đánh lén như thế không có tác dụng gì đâu. Tông Kiệt Khánh cười hề hề mà không nói gì. Bộc làng bỗng bật cười hà hà. Xem ra Lý giật tiểu bằng hữu rất tự tin. Chàng đã ngươi tưởng rằng hôm nay có thể thoát khỏi đây thật sao. Thôi được rồi, hôm nay sẽ cho người thấy thế nào là sự khác biệt thực lực hai vị thiếu gia xin nhường bước vừa dứt lời bộc làng dậm mạnh chân một đạo đấu khí màu xanh lục cuộn lên từ bàn chân bao phủ đến toàn bộ thân thể hắn rồi ngưng tù thành một bộ áo giáp đấu khí tỉnh xạo. trên bộ áo giáp làm từ cụm ánh sáng xanh lục nhạt cảm giác như một loại thực vật nào đó đi giật hơi khựng lại một chút rồi cười mộc thuộc tính sao đấu vương cường giả à? thấy bộc làng bỗng dùng áo giáp đấu khí đi hảo và tổng kiệt khánh nhìn nhau rồi cùng lùi nhanh ra sau vài chục bước để là một khoảng đất trống rộng sau khi áo giáp đấu khí hình thành bộc làng cười lạnh băng vững mạnh tay thì những một đạo đấu khí như một con dao lòng quét về phía nơi lý giật đang đứng cùng với sự càn quét của đấu khí mặt đất khắp nơi dường như đều sáng lên một màu xanh lục đâu đó thậm chí còn thấy cả có chui ra từ những khe đá quỳnh một tiếng trước khi đường đấu khí ấy quét đến mình lý giật dùng hai tay đánh ra đúng lúc chạm vào nó thì thân hình lại bật ra sau. Khi rời xuống đất, mặt đất vốn rất kiên cố, đã bị lý giật dẫm cho nứt thành một đường. Chỉ một chiêu thôi, uy lực của đấu vương cường giả đã thể hiện rõ ràng. Khá thảm hại, nhưng lý giật lần này không hề đuôi bước. Ngược lại hắn còn cười, lầm nhầm với mình. Đây chính là sự khác biệt giữa cấp bậc sao, đúng là thú vị. Bộc làng cười nhạt, không hề vì lý giật lui bước mà nương tay. Hai tay hắn vùng lên liên tục vô số những con dao long bằng đấu khí đang lao về lý giật đối diện với cảnh tượng này sắc mặt của lý giật vẫn không hề biến đổi trước khi đấu khí đâm vào mình hắn dẫm nhẹ vào không trung một cái vẫn bộ vẫn bộ xoẹt một tiếng ao ảnh dưới mặt đất bị phá tan thành từng mảnh còn lý giật lúc này mới xuất hiện ở một bên khác rõ ràng là một loạt đòn công kích vừa rồi của bốc lang không hề hấn gì đến hắn bốc lang nhìn và co đầu tử lại một lúc sòng nghiến rằng thần pháp đấu kỹ. Bộc làng chủ quả nhiên là có nhãn lực. Lý giật cười hà hà, rồi nét mặt trở lên lạnh lẽo. Chỉ có điều cũng chỉ là lão quỷ có nhãn lực tốt mà thôi. Vừa rồi người đánh đá tay chưa, giờ đến lượt thiếu ra ta rồi. Lời nói còn chưa dứt, bối chân của Lý giật dậm mạnh xuống mặt đất. Thân hình như tiềm điện lao về phía bốc làng, để lại phía sau là vô số tàn ảnh. Dựa vào người mà cũng đòi tiếp cận ta, đúng là đực cười. Bộc làng cười nhạt, vùng hai tay lên. Hắn biết đòn tấn công bình thường không thể gây trở ngại gì cho Lý Giật. Vậy là hắn kết ấn ký, từ ông tay áo, một làn sóng đấu khí tràn về phía của Lý Giật. Mộc ảnh thường trận. Theo sau tiếng hét, làn sóng đấu khí đang cuộn cuộn, bỗng gừng tụ lại giữa không trung, biến thành một rừng ảo ảnh. Thủ ấn của bốc lang lại thay đổi, khu rừng bỗng quyện vào nhau, chậm bắt đã biến thành vô số ảo ảnh của những cây trưởng thương, rồi bốc lang lại vùng tay hét. Tiến, những cây thường đấu khí màu xanh lục bắn về phía của Lý Giật đang lao tới, tạo nên từng đợt từng đợt cợn sóng đấu khí. Nhưng Lý Giật chỉ cười nhạt một tiếng, rồi thân hình hắn run lên, trở nên hư ảo vô cùng. Tốc độ vốn đã nhanh, nay dường như còn tăng lên mấy lần. Trong khoảng thời gian gần như không thể ấy, hắn đã lách qua được sự tấn công của những cây thường để sông tới trước mặt bốc lạc. Từ trước tới giờ, Lý Giật vẫn luôn rất tự tin với tốc độ này. Có chuột bản lĩnh, dù gì bốc lang cũng là đấu vương cường giả cảnh tượng trước mắt tuy khiến hắn hơi ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi chỉ là lúc này hắn không kịp làm gì khác ngoài việc bắn trong một đạo đấu khí hình lưỡi đao khổng lồ mà chém xuống đầu của lý giật lý giật nhếch mép cười đột ngột dừng lại rồi vung chân lên điệp tiện thoái ầm một tiếng đấu khí bây giờ đổ tung tạo nên một chuỗi tiếng đổ lan rộng ra khắp nơi triều đại của lý giật đã tính toán từ lâu đương nhiên chặn được chiều của bốc lang nhưng khi hắn rời xuống cũng không tránh được việc thở dốc bàn chân dường như đang run lên nhìn bộ dạng của lý giận có vẻ thảm hại nhưng bốc lang cách đó không xa sắc mặt còn khó coi hơn mái tóc dài phiều giật của hắn đã bị rối tung sắc mặt trắng bệch nực cười nhất là ống tay áo phải của hắn đã bị rách te tua để lộ ra bàn tay gầy guộc trông vô cùng kỳ dị